gióng rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim ta. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một đôi loa full range của Fortet, quý vị, model là 165K. Cực đẹp luôn quý vị, màn cực đẹp luôn ha. Đấy, màn cực đẹp luôn. Chúc em quay cái sườn sexy cho quý vị xem mới biết cái độ đẹp của em nó nào. Mới trên 90% luôn quý vị. Ha, đây. Cực kỳ đẹp nè, em quay sườn sexy phía sau cho quý vị xem. Đây. Fortet FF 165K. Thì quý vị xem là nhìn cái sườn của nó nè. Cực đẹp luôn quý vị. Đấy, như mới luôn. Màn zin con zin hết quý vị. Dòng full run của Fortet thì quá nổi tiếng rồi. Anh em chơi full run thì quá quen thuộc với cái dòng này rồi ha. Đẳng cấp quý vị, đẳng cấp. Đẳng cấp ha, cực đẹp luôn. Hai cái nào cũng vậy. Đấy. Màn zin con zin hết quý vị. Này là 8 ohm 22W 70W. 22 70W nha quý vị. Fortet 165K. Thì đôi này model này cũng rất hiếm ha, tiếng rất là hay. Màn giấy quý vị. Rất đẹp quý vị. Đôi này thì có mức giá là 3.8 triệu nha. 3.8 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý vị luôn, mức giá rất hợp lý ở thời điểm hiện tại. Này thì 16cm nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.